Chào anh Thường. Dạ, chào anh Thường. Hôm rồi nghe tin mẹ anh Thường mất thấy buồn quá. Dạ. Mẹ mất nhà lâu rồi. Dạ. Hôm mẹ mất nằm ở đâu? Hả? Hôm mẹ mất mẹ nằm ở đâu? Mẹ làm cái chạm đó. Phân mặt ở đây. Dạ. Ông nằm ở đây mà con không thấy. Ông chuyển ra đây rồi hả cô? Bà nằm đây rồi. Dạ. Bà mắc rồi chỉ nằm ra đây gần tường cho nó. Dạ. Vui ấm đó. Bà mắc ngoài này rồi có ai hay không? Có, bữa đó là bận cô gì cho bà ăn trưa nè. Dạ. Bà mới mắc. Dạ, lúc đó là bà chắc cũng yếu hả bà con? Bà yếu rồi đó, bà mới bị tim nữa đó cháu nè, mới bị tim. Dạ. Bà bị đủ thứ như dạ. Suy ngược cơ thể rồi nó tùm lum mấy bà. Dạ. Nó lo cho ông bà cọc quá mà. Lo cho ông rồi lo cho anh dạ, Thường nữa. Nó mày khó lắm. Dạ. Sang có ốm nhưng cho giả lên cây vậy. Ngứa rồi coi. Ngứa không nói là nó chán mà ngứa gì nè. Bây giờ ở nhà là có con với lại chị thay qua lại chăm anh Thường với lại ba hả con? Chị cũng đi làm rồi chứ. Dạ. Trưa tối rồi chị mới về. Coi, chắc con đi. À, rồi ơi. Dạ, anh Thường khỏe không? Cũng chạy. Dạ. Cũng bình thường vậy thôi. Bình thường ha. Đây có cái vòi nước nè, để tắm cho anh Thường á. Cái vòi nước tắm tại chỗ. Ngày trước là ẵm anh Thường ra ngoài để tắm, xong rồi ẵm vô lại. Trời mấy ông bình lại bên đây về cũng buồn anh chứ. Dạ cũng buồn ha. Cũng buồn. Còn mẹ thì nói chuyện được. Dạ. Đúng rồi. Còn bình lại bất còn gì cũng nói chuyện đồ vui bỏ. Dạ. Vậy nó cũng vui vui. Cái đời bữa đây mà coi cũng buồn á. Anh Thường hôm nay là 44 tuổi rồi hả? Hả? Anh Thường á, năm nay là 44 tuổi chưa? 45 chứ. Ủa, 45 hả? Hả? Vậy cái lúc mà em gặp anh Thường là 41 tuổi á. Hả, 41 trời. Là 4 năm rồi. Hả? Ừ. Thường nằm dậy đó nha, không có ngồi dậy được. Không ngồi được đâu. Dạ, nằm dậy suốt 45 năm à. Điện thoại kia là của anh Thường à. Hả? Điện thoại kìa. Điện thoại đâu? Ở trên đầu anh Thường á. Anh có cuộn mấy đứa á. Dạ. Anh Thường có cái cục gạch mà đúng không? Của mấy bà chạy kia đó. Dạ. Yêu chào từ khi ra đi đâu? Dạ em làm ở Sài Gòn. Xong rồi thỉnh thoảng có dịp nghỉ thì về quê thăm vậy đó. Rồi hôm nay về lại ghé thăm anh nè. Hôm rồi mẹ anh mất anh, em cũng tính về mà lu bu công việc quá không có về được. Cũng nhờ anh Tình ghé thăm rồi gửi chút nhang khói cho bà. Rồi cũng có ngày thầy Tình nói. Có nghe thầy Tình nói hả? Dạ. Chưa có vợ có con gì chưa? Em có rồi.
Anh lấy đứa con rồi. Dạ một. Phải cái cô mà đúng rồi là... dạ hai. Dạ đúng rồi. Con nói được hả? Được hả? Con cô nói được hả? Dạ cô nói được. Dạ làm nghề quận trời tới giờ xem thì cũng cảm ơn nghe. Dạ cảm ơn. Hôm nay là ngày giỗ ai đây anh Thượng? Hả? Hôm nay là ngày giỗ ai đây? Ngày giỗ bà nội. Giỗ bà nội. Dạ. Mấy thì vật chạy, mấy chạy về đây lao vô bà nội đó. Dạ. Mấy chị ở gần đây không anh Thường? À, chút gần chợ xóm đi. Dạ. Cũng cho không có gần. Rồi tối là có ai ngủ lại không? Hay là có anh Thường với lại ba thôi? Có chứ. Dạ. Có vật chạy về chứ. Dạ. Giờ còn hai cha con không ai đi được hết á, nằm tại chỗ không à? Còn hai cha con nè, chỗ thôi. Ông nay khỏe hơn không? Con không khỏe. Dạ? Con không khỏe ra chứ còn. Dạ, con không khỏe lắm hả? Giờ xong cho nó cháy chạp rồi. Dạ? Giờ xong nó cháy thì nó không cháy chạp. À, ông nói là trông cho chết mà không chết hả? Nghe buồn không? Ở đó, con cháu mà. Sao con cháu cực quá? Cực quá không? Bàn thờ bà ở trên này nè thưa anh. Dạ cô là cô thứ mấy trong nhà? Cô là thứ chín ở trong nhà. Ông hồi kia là câu nhiều lắm nhưng mà chiến tranh đó mất hết. Dạ. Rồi có một bà chị, còn một bà chị thứ năm rồi miết tới cô là thứ chín. Dạ. Thứ chín rồi còn hơi đứa em nữa. Dạ. Là con của ông chờ con bốn chị em gái. Bốn chị em gái. À, bốn chị em gái. Thôi cứ là một mình thường thường đây mấy, mình thường đây mà nó bệnh mắt. Nó vậy đó, nó làm năm nay là 45 năm á, hồi nãy anh Thường chia sẻ 45. Anh Thường là thứ mấy con? Nó Út ở trong nhà đó. Út. Dạ. Nó Út nó bị bệnh vậy đó, ông bà có một mình nó là con trai thôi. Con là thứ 9 tức là ông có 8 người con. Dạ. Thứ chín rồi còn hơi đứa em nhỏ cái nữa chứ, hơi đứa kia kì một đứa vô rồi còn đứa nữa rồi tao thường á. Dạ. Thường này nó nhỏ em. Cũng đông con á con hả? Đông con hồi kia là kiểu đông nhưng mà nuôi không được á. Dạ. Có rồi đẻ miết rồi còn có bốn đứa là nam chứ mấy. À mất hả con? À, mất hết rồi còn dạ. Sống nữa là còn một nam người đó. Dạ. Con thì đến gia đình của ông bà là anh Thường cũng khoảng 4-5 năm nay rồi. Nhưng mà chưa có dịp gặp các cô á. Dạ. Tại cũng lo làm ăn rồi gia đình này kia ha. Do là hồi kia đó là bà bắt còn á, là bà bắt còn sang sát âm với anh Thường được. Dạ. Cho nên là mấy cô có chạy đây chạy về chơi rồi về thôi, rồi từ ngày bà mất á là mấy cô mới chạy đây chạy về rồi tới ở lại với âm với anh Thường. Dạ. Chứ rồi còn mà ngày về đi lùm chứ giờ cũng có gia đình hết rồi mày cháu. Dạ. À, cũng đi lượm rồi mình để sống rồi còn về phụ cho em với cha là dạ. Trưa đem về cháu ăn tới cháu ăn dạ. Tới ngủ lễ sáu ngày gì à, tối là các cô các chị em thay nhau ở lại chăm dạ. Ông là năm nay nhiêu tuổi rồi con? Ông tóm chín gì đó hay đó. Tóm chín, bà cũng gần đó đúng không? Bà mắc là tóm sáu á. Bà mắc tóm sáu.
Dạ. Bà mất trên giường hả? Bà mất là bà nằm đây nè, rồi bà nhấc trong nó mệt ngực á. Dạ. Rồi thằng đây nó mới điện cô với lại con anh Thường gọi hả? Dạ. Gọi nó dài chứ mà nó nằm ấp với cháu. Dạ, nó bấm được hả? Nó bấm được cái số đó thì nó gọi. Dạ. Nó gọi rồi bọn cô chạy về rồi cho bà ăn cũng được miếng cơm ấy. Rồi nuốt không nổi, nó mệt nhá. Dạ. Rồi bà đó em cứ đỡ bà dậy, các cô lấy nước rồi cô rửa chân rồi cho bà, chứ đâu có nghĩ là bà mắc mà nó còn tỉnh mà. Dạ. Rửa chân rồi xong rồi cái rồi bà đó mệt quá, nó nói bà mắc à. Bà mắc hôm nay cũng được 6 tháng hả? Ô, nhanh vậy luôn á. Bà mắc tháng hơn mày đó. Dạ. Đợi con nghe tình báo kêu bà mất rồi, mẹ cũng Thường mất rồi. Cũng buồn ghê luôn á. Kêu bà một mình chăm anh Thường rồi chăm ông nữa. Chắc là mệt quá rồi mất. Đó. Do là ông nằm chuỗi chứ mà ông còn tỉnh tốt á. Ông kêu rồi ông xe, cái kia ông xe nào mà bà thì bà còn. Dạ. Bà đi rồi không ái rồi ăn uống rồi bà cũng không có ăn được cho nó ái. Cho nên bà suy nhược cơ thể. Yeah. Rồi nó bị tim nữa, nó mệt lắm, nó lên nó chậm. Giờ con đến rồi bà cũng chia sẻ, bà kêu bệnh tim mệt lâu lâu mà. Khổ quá không ai. Bây giờ bạn cô thì cũng có gia đình rồi, cũng có nhà riêng rồi, có chồng có con rồi, lo phía mình rồi chạy gì đây nữa, chạy miếng hay nó cọt lắm. Cho nên là cô cũng nhờ cộng đồng mạng rồi bên mạnh thường quân rồi đó, thì nó giúp đỡ cho âm với lệ cho Thường. Thì bọn cô cũng có cái đó rồi để lo cho em với cho cha, rồi thì bọn cô cũng có cái động lực để đi làm vậy đó cháu. Chứ còn nó không nhờ có ở đây nữa thì bọn cô nó về lo, rồi còn của tiền nữa thì bọn cô đứa nào cũng chưa có cái gì mà nó để mà nó dư dả cái nó cháu nè. Dạ con hiểu. Bây giờ chủ yếu là chăm ông với lại anh Thường, rồi tiền ăn uống rồi sữa tã này kia ông chị coi. Dạ. Cũng khó khăn quá. Khó khăn lắm cháu ạ. Dạ. Này bây giờ cô cũng nói vậy đó, thì cháu cũng cố gắng giúp rồi cô, cháu cũng nhờ ở trên đó thì ủng hộ thêm cho ông với thằng Thường, các bọn cô cứ được bọn cô để nuôi vậy thôi. Cô có cái của cái công. Dạ. Có của thì mình có được bao nhiêu nó được. Bây giờ là mình tắm rửa anh Thường cũng tại giường luôn đúng không con? À, tắm tại đây. Còn khi có bữa nào mà thằng con trơ cô nó ở nhà là nó ôm về ngoài nó chơi. Dạ. Thì nó tắm rồi nó để ở ngoài đó chơi của nó, rồi chiều em vô. Dạ. Mà nó đi làm thì phải nằm đây. Nằm đây. Nằm đây là bọn cô về tắm đây, rồi ông cũng tắm đây. Dạ, ông đâu? Cũng tắm tại đây luôn. Tại đây luôn. Dạ. Nó chả đây của lượng có tắm và nó thoát nước ra đây đó cháu. Dạ. Tắm tha hết tại đây rồi giặt giũ rồi đem vô rồi dạy thôi, chứ không có ươm ẻm đi nào biết. Dạ. Biết rằng nó nhẹ nhưng mà nó trăng ra nó khó ươm lắm cháu. Con biết con ôm Thường một lần rồi. Nó trữ biết ươm của ươm. Anh Thường nhớ không? Dạ dạ. Ôm ngoài cái gốc cây ngoài đây nè, ôm vô nhà nè. Có rồi. Thấy nó dài nhưng mà nó cứng khó ôm lắm, bọn cô ôm không có được. Anh báo anh đó, báo víu rồi anh nó cứng lắm. Nó sợ té nữa, nó chụp nó mình đút cho nó ăn mà giữ tay giữ chung như vậy chứ không rồi nó đánh hắt cái tập đũa hay cái chứ. Dạ. Muốn ôm bình thường đâu phải dễ đâu. Dạ anh Thường ơi, có cô Lệ ở thành phố Hồ Chí Minh á, gửi cho mình 1 triệu. Vậy em gửi lại cho chị của anh Thường nha. Anh Thường ha. Cảm ơn chị. Dạ, của cô Lệ ở thành phố Hồ Chí Minh á, gửi hỗ trợ cho gia đình anh Thường 1 triệu á. Cũng chi phí ăn uống này kia thôi, cũng nhiều á. Dạ, thì bây giờ thì em là chị của anh Thường. Thì có gì thì cũng em cũng xin thay mặt cho ông già cảm ơn chị Lệ đã ủng hộ cho thằng Thường với em Thường với ông cha em.
Dạ, con gửi con. Dạ. Cảm ơn chị Lệ, em nhận số quà. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, con đi làm đồ cúng đi. Hôm nay ngày giỗ giỗ của bà nội con. Dạ. Dạ. Dạ, thầy thôi cô cũng xin phép cô đây đó. Dạ. Cảm ơn chị Lệ nha. Dạ, dạ con. Để đây thì cô mua tả rồi mua đồ mua ăn. Mua tả mua đồ ăn cho ông Minh Thường. À. Dạ. Hôm nay dỗ có mấy chị em về thôi nè. Vì mình gần nhất thì là mùa mưa bổ về đây mùa mưa bão sao anh Thường hả? Mùa mưa bão sao gần là gần nhất thì là con người ở đó. À, mùa hả? Mưa bão là cần có người ở. Cần nhất là bao nhiêu giải thôi. Yeah. Chứ bây giờ trời mưa bộ rồi mấy bà chạy bên đây về không được. Yeah. Ở Quảng Ngãi cả nhà thì tới mùa mưa bão mấy chị ở xa rồi đường ngập. Yeah. Rồi ở đây nó ngập dữ lắm. Thì bị chia cắt này kia là không có về được. Còn hai cha con nằm mà. Mưa nó có ngập vô nhà anh Thường không? Hà, nó giáo như bộ gì nó có đè nhỏ nữa hay sợ. Dạ, à, thế không sợ. Nay tháng 9 rồi. Còn 1-2 tháng nữa là mưa bão thất thường á. Anh sợ tóc mái này, anh sợ nhiều lắm. Bây giờ cần bao nhiêu đó. Dạ. Mà vậy anh mà chị có giúp được vậy rồi. Cũng em ở đây cũng không biết ai kết nối để qua chăm. Để em hỏi anh Tình thử ha. Anh Tình là giáo viên cũng hay làm công tác thiện nguyện ở đây nè. Để em hỏi anh thử có ai hỗ trợ được không. Cái bức ảnh kia là của anh Tĩnh hả? Hả? Bức ảnh á. Là có bức hình treo lên kia kìa. Phải không? Hình tinh nào đâu? Hình trên tường nè, trên tường ở chỗ đầu giường của ông nằm nè. Đây nè, anh Thường thấy không? Cái đây hả? Anh Thường thấy không? Của anh, của mình á. À, ảnh của anh Thường hả? À. Làm khi nào mà em không thấy? Rồi lao đầu bư nè nó nổ rồi. Dạ. Nổ hư vậy á. Ảnh chân dung của anh Thường. Mấy anh thấy chạy giờ mình đúng quý được hả? Dạ, để hỏi anh Tình thử chứ em cũng không có hứa được. Tại em ở Sài Gòn á, không có quen ai ở ngoài này. Có biết mỗi anh Tình với lại anh Thường à. Có biết mỗi anh Thường với anh Tình à. Dạ. Để em hỏi anh Tình thử ha. Ai dạ. Dạ thôi em cũng đi về nha anh Thường. Trưa rồi em về đi, em chuẩn bị giấy tờ đi về rồi gây nổ gái anh tay anh trai nha. Dạ khi nào em về em ghé em rảnh em ghé liền. Dạ. Em mình cũng giúp bận mạnh quân. Dạ. Quân được để vui được mạnh khỏe nghe. Dạ rồi cảm ơn Thường nhiều ha. Dạ. Con đi nha. Dạ, dạ dạ con đi về dạ.